Con nái có chu kỳ từ 17 đến 21 ngày. Và mỗi một chu kỳ của nó sẽ kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Có con sẽ lên đến 5 ngày, có con lên đến 6 ngày. Nhưng mà thông thường thì nó sẽ từ 3 đến 4 ngày. Và có một số trường hợp đặc biệt thì là các bạn sẽ lưu ý đối với chính con lợn nhà mình. Và khi mà con nái mà nó đã đẻ rồi, mà đã nuôi con rồi, thì sau khi tách sữa con nó tầm khoảng 4 đến 6 ngày thì nó cũng sẽ động dục trở lại. Và để mà phát hiện được cái con lợn nái nó lên giống như thế nào và vào thời điểm nào, đầu tiên là các bạn phải nắm vững được cái chu kỳ của con nái nhà mình. Bởi vì mỗi một con nái nó sẽ có một chu kỳ khác nhau. Có những trang trại nuôi đến 10 đến 20 con đến 30 con lợn thì là mỗi một con nó sẽ có một cái biểu hiện lên giống khác nhau, cũng như là mỗi một con nó sẽ có một cái chu kỳ lên giống khác nhau. Có con thì 18 ngày nó đã lên rồi, nhưng có con thì 20 đến 21 ngày nó mới lên cơ. Thế nên là mình phải nắm vững được. Thế còn để phát hiện được thì là các bạn nên xem lợn và quan sát lợn vào buổi sáng từ lúc 5 đến 6 giờ sáng và buổi chiều từ lúc 5 đến 6 giờ chiều. Thì là hai cái thời gian này nó sẽ có biểu hiện động dục rõ rệt nhất. Thế nên là các bạn xem vào hai thời điểm này là dễ phát hiện nhất. Và khi phát hiện chính xác được cái việc lợn lên giống thì là các bạn thấy được rằng là ngày đầu tiên khi mà con lợn lên giống ấy, thì nó có biểu hiện là đi lại bồn chồn rồi phá chuồng, phá phách tất cả những cái đồ vật có trong chuồng, mang ăn nó hất tung lên. Các bạn biết được rằng là những cái bạt tre xung quanh chuồng hay là những cái đồ vật gì, ví dụ như là có gác cái cây ở chuồng hay là những cái cánh cửa chuồng mà làm bằng gỗ là nó phá phách mọi thứ luôn. Đấy, các bạn thấy được cái biểu hiện rõ ràng nhất là nó như thế. Và sau đó thì nó kém ăn và có những con nái thì nó còn bỏ ăn luôn. Đấy, và khi mà mình sờ mó vào người con lợn ấy, thì là nó tránh né hoặc nó bỏ chạy. Đấy là biểu hiện của ngày đầu tiên. Và đến cái phần mình gọi là phần hoa của con lợn hay là chính là âm hộ của con lợn ấy, thì là nó sưng mọng lên này, đỏ hồng và có sưng sưng căng bóng lên ấy. Các bạn nhìn nó căng bóng căng mọng lên và có nước nhờn chảy ra. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi ở ngày đầu tiên mà con lợn lên giống thì là cái dịch nhờn này nó không dính, nó chỉ là cái dịch nhờn trong thôi, không dính một tí nào cả. Còn khi mà bước sang đến ngày thứ hai mà con lợn lên giống ấy, thì mình thấy là con lợn là nó yên tĩnh hơn, nó ít phá chuồng hơn, nó ít kêu la hơn. Đấy. Và nhìn cái phần hoa của nó thì sẽ thấy là nó bớt sưng đi này, bắt đầu có vết nhăn này và màu nó sẽ màu hồng nhạt đi. Nhưng mà các bạn để ý là sờ vào nước nhờn ấy là nó sẽ bắt đầu có tình trạng là keo dính. Khi bước chân sang ngày thứ hai mà con nái nó lên giống như vậy rồi, mà có các biểu hiện như vậy rồi, thì chúng ta sẽ phải tiến hành xác định được cái trạng thái mê ì, hay người ta gọi là nông dân nhất đi thì nó gọi là trạng thái chịu đực. Đấy, khi nào con lợn nó chịu đực để chúng ta lấy tinh thì là chúng ta phát hiện như sau. Chúng ta thấy là con lợn nó có trạng thái là nó đứng im cho chúng ta sờ, và chúng ta lấy tay chúng ta ấn lên lưng con lợn ấy, thì chúng ta thấy là nó đứng im và cảm giác như kiểu chúng ta cảm giác như con lợn nó muốn được được con lợn đực nó nhảy lên. Đấy, hai tai nó vểnh lên này, mắt nó bắt đầu lim dim này. Đấy, và tư thế nó đứng là ưỡn mông dàn sau này. Đấy, để sẵn sàng để cho con lợn phối giống. Thì các bạn lưu ý là sẽ có con lợn thì đuôi nó vểnh lên, nhưng mà sẽ có những cái con mà lợn nái truyền thống, mà lợn nái ỉ ngày xưa ấy, thì là cái cuống đuôi của nó thấp thì là nó sẽ không vểnh đâu. Thế nên là mình nếu mà dựa vào cái triệu chứng mà đuôi nó vểnh lên ấy, mà nó xoăn tít vào, thì nó chỉ phù hợp với một số giống lợn thôi, chứ không phải giống nào nó cũng sẽ vểnh lên như vậy đâu. Nhưng mà đa phần là đuôi nó sẽ vểnh lên. Đấy. Thì khi mà con nái mình nuôi, mình sẽ có hai trạng thái nái. Nó là một con nái là chưa đẻ bao giờ thì nó gọi là nái con so, và nái mà đã đẻ rồi từ 1 đến 2 nứa trở ra rồi thì nó sẽ gọi là nái dạ. Thì có hai cách phối giống, đó là phối giống trực tiếp và thụ tinh nhân tạo. Thì đối với con nái so ấy, mà chúng ta thụ tinh nhân tạo ấy, thì chúng ta nên là thụ tinh nhân tạo cho nó 2 lần. Lần thứ nhất và lần thứ hai cách nhau từ 10 đến 12 tiếng. Và khi chúng ta phối giống xong thì chúng ta sẽ ghi lại cái ngày để chúng ta dự đoán được cái ngày đẻ. Là đối với trường hợp nái dạ thì sau khi cai sữa từ 4 đến 6 ngày thì nó sẽ có biểu hiện động dục trở lại, và chúng ta cũng tiến hành xác định cái trạng thái mê ì của nó. Và nhưng khác nó một cái, đó là sau khi chúng ta xác định được cái trạng thái mê ì rồi thì phải tầm 10 đến 12 tiếng sau chúng ta hãy lấy đực. Đấy, chúng ta hãy lấy tinh.
Tại vì nếu mà lái con so thì chúng ta phát hiện mê ỷ là chúng ta lấy tinh ngay. Nhưng mà đối với cái con nái dạ, tức là con nái đã đẻ rồi, thì chúng ta xác định được cái trạng thái mê ỷ, cái trạng thái chịu đực, thì là sau 10 đến 12 tiếng chúng ta hãy lấy. Trường hợp mà chúng ta phối giống trực tiếp thì nó sẽ có ưu nhược điểm như sau. Ví dụ như ưu điểm thì là dễ thực hiện này, và chúng ta không cần đầu tư trang thiết bị phối giống gì cả. Nhưng mà về cái nhược điểm thì là nếu với những hộ gia đình mà chăn nuôi nhỏ lẻ thì là sẽ tốn cái công vận chuyển lợn đực từ cái gia đình mà có lợn đực đến nhà mình đấy, và cái khả năng lây bệnh trực tiếp từ con lợn đực sang lợn nái sẽ rất là cao, và con lợn đực nó sẽ không phối tinh được cho con nhiều con lợn nái cùng một lúc. Một con lợn đực nó sẽ phối tinh được cho 1 đến 2 con lợn cái trong một ngày thôi, nó sẽ không phối tinh được nhiều. Mình sẽ không lựa chọn được cái con đực giống tốt đấy, vì cái độ chênh lệch về khối lượng giữa lợn đực và lợn cái nó quá là lớn. Ví dụ như một con lợn đực tốt thì thường thường có thể vóc cao, có thể vóc tốt, thì là cân nặng nó sẽ nhiều. Thì nếu con lợn cái nhà mình thì nó sẽ nhỏ bé thôi, thì nó sẽ sự chênh lệch đó nó sẽ lớn. Thì khi mà cho con lợn đực nó nhảy trực tiếp con lợn cái thì nó sẽ có cái độ chênh lệch như thế, thì nó rất là khó. Khi mà bước sang cái phương pháp là thụ tinh nhân tạo thì nó sẽ có cái ưu điểm như sau. Con lợn nái nó sẽ nhận được tinh dịch của con lợn đực một cách cho tốt nhất, bởi vì nó đã qua chọn lọc rồi đấy, mà mình không phải vận chuyển lợn đực đi xa và cũng không bị hạn chế về tầm vóc của lợn. Và khi mà chúng ta một lần chúng ta khai thác tinh của một con lợn đực thì chúng ta sẽ pha chế và sẽ được rất là nhiều niều tinh khác nhau để chúng ta phối tinh cho con lợn cái. Và cũng chính cái việc làm này là chính vì cái việc khai thác tinh xong mà chúng ta sẽ phải pha loãng tinh ra và sẽ được nhiều túi tinh, thế nên là tinh nó sẽ loãng hơn so với lúc phối giống trực tiếp. Vì vậy mà vừa nãy mình có nói với các bạn là chúng ta nên cho thụ tinh nhân tạo 2 lần, là bởi vì nó sẽ đảm bảo được cái liều tinh và đảm bảo được cái tinh trùng nhiều và sẽ đậu con nhiều hơn đấy. Thế nên là các bạn lưu ý là nếu mà lấy đực trực tiếp thì các bạn là lấy được 1 lần cũng được, nhưng mà nếu mà đã sang thụ tinh nhân tạo thì các bạn nên lấy 2 liều tinh, và mỗi một liều tinh là cách nhau từ 10 đến 12 tiếng. Thế còn cái nhược điểm của thụ tinh nhân tạo đó là chúng ta cần phải người có kỹ thuật đấy và có trang thiết bị thì chúng ta mới thực hiện là thụ tinh nhân tạo được. Và chúng ta lưu ý nữa, nó là con lợn đực lấy tinh nhân tạo thì cần phải khỏe mạnh và chất lượng tinh đã qua kiểm định. Ví dụ như là mọi người phải có đầu tư máy soi để chúng ta soi xem là tinh trùng có khỏe mạnh không, có bị dị tật không, có bị đứt đuôi không, hay là đuôi có bị cong không, hay là đầu con tinh trùng nó có một cái khác thường hay không đấy. Thế nên là đối với là thụ tinh nhân tạo thì chúng ta phải kiểm định được chất lượng tinh, sau đó thì chúng ta mới mang đi thụ tinh cho các bà con thì nó mới đạt cái chất lượng của con giống tốt nhất và đạt tỷ lệ đậu thai tốt nhất. Còn cái kỹ thuật để chúng ta thụ tinh nhân tạo thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn như sau. Thì khi mà chúng ta đã có những cái túi tinh rồi thì chúng ta phải bảo quản cái túi tinh đó ở những nơi nhiệt độ mát thôi, khoảng tầm 20 độ C và có thể là thấp hơn một chút cũng được, và tránh cái tác động của ánh sáng trực tiếp, và chúng ta tránh được cái việc đó là xóc hoặc lắc mạnh cái lọ tinh đấy. Nhiều bạn không biết cầm cái lọ tinh xóc 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 không tốt cho lọ tinh tí nào. Và khi mà chúng ta lấy tinh về nhà và chúng ta phải kiểm tra được cái lọ tinh đó là không dập nứt, không bị sủi bọt, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành các bước thụ tinh.